Xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay đội tài Huyền giới thiệu cho các bác một cái em nồi áp suất và đến từ thương hiệu Tifat. Em này có hai quai cầm ở hai bên vô cùng chắc chắn. Đấy là một cái điểm đặc biệt đầu tiên chúng ta nhìn thấy, và điểm thứ hai là gì? Chính là cái phần sách này, chúng ta chỉ cần kéo cái phần quai sách này lên và xoay một xíu là chúng ta sẽ nhấc được cái nắp nồi này ra rồi. Rất là hay đúng không ạ? Và đây chỉ cái dòng nồi áp suất VIP thì mới có cái công nghệ như thế này. Trông nó như vậy thôi nhưng cực kỳ chắc chắn. Chúng ta sẽ đậy vào. Đó. Đậy vào rồi và xoay. Đấy. Em này thì có màu sắc là màu hồng đất các bác nhé, màu hồng đất cho các bác luôn. Dung tích là 4 lít các bác ạ, 4 lít. Và em này chỉ là một cái em mà thiếu hộp thôi, chứ còn mới nguyên 100% từ bên Nhật Bản về vì không còn hộp nữa. Quay rất là chắc chắn luôn này, bên trong có cả cái giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là menu hướng dẫn các bác cách nấu ăn. Còn van xả áp đây, rất là chắc chắn đúng không ạ? Đấy, lật đấy đây mà không bị rơi ra đâu các bác nhé. Đó, những dòng VIP mới có được. Và giá của em nó chỉ với là bao nhiêu ạ? Chỉ với là 2 triệu 700 nghìn đồng mà chúng ta sở hữu ngay được một cái em nồi áp suất này. Van đây, một cái em nồi áp suất mới 100%, gọi là 99% thiếu hộp đi, từ bên Nhật Bản về chưa sử dụng một xíu nào hết. Chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm tra đấy. Ấn mở rất là dễ dàng, và với giá 2 triệu 700 nghìn đồng này thì ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ được bao ship toàn quốc. Và chúng ta có một cái em Tifa mà sản xuất tại Pháp luôn các bác nhé. À, lý do tại sao được Tây Huyền mời các bác xem phần dưới đáy này. Dưới đáy có cái phần chữ là dung tích là 4 lít này, và Made in France là sản xuất tại Pháp luôn. Sử dụng cho tất cả các loại bếp, kể cả là bếp từ, bếp điện, bếp ga đều dùng được hết luôn nha các bác nhé. Cực kỳ là chắc chắn luôn. Và đặc biệt là nhà bác nào mà chúng ta sử dụng ninh hầm nhiều thì chúng ta không nên bỏ qua em này. Một cái em nồi áp suất quá là xịn sò luôn, đến từ thương hiệu của Pháp, sản xuất tại Pháp và xuất vào thị trường Nhật, nên là có chữ Nhật để chúng ta xem luôn. Đó, phần hở ở đây và cái gioăng này, chúng ta nhìn thấy cái gioăng nó cũng rất là VIP, nó rất là đặc biệt so với những cái dòng gioăng khác mà chúng ta hay thấy của đến từ nồi áp suất đúng không ạ? Gioăng này rất là dày, rất là đen, cấu tạo khá là khác biệt. Và bên trong lòng đây, đây là cái bảng menu nấu các món ăn từ thương hiệu Tifa, họ họ viết ra cho chúng ta xem. Bác nào biết tiếng Nhật thì chúng ta hãy dùng cái em menu này để chúng ta sẽ nấu. Và bên trong kia thì có tất tần tật các cách hướng dẫn sử dụng của em nồi Tifa này. Và ngoài mẫu nồi này ra thì đồ Nhật Huyền còn rất nhiều cái mẫu nồi áp suất khác nữa, kể cả là hàng full hộp cũng có, hàng mới như mới, line new 99% đều có hết luôn các bác nhá. Và chúng ta thấy rằng là bên trong này còn cả các cái giấy hướng dẫn sử dụng luôn, đáy nồi còn mới nguyên như thế kia đúng không ạ? Cách sử dụng bàn xả ra sao thì mời các bác xem, và sử dụng trên các loại bếp như thế nào. Bếp từ hoạt động thoải mái luôn, vì có những chấm chấm tròn tròn này, chúng ta chỉ cần quan sát những cái chấm đấy chúng ta biết là nồi sử dụng được ở trên cả bếp từ luôn. Lần đầu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ được bao ship toàn quốc luôn ạ. Đấy, từ bên Nhật về đấy, cái lòng nó mới kính cong luôn, vẫn còn cái phần vận đơn từ Nhật về đấy các bác ạ. Đó, rất là chắc chắn luôn các bác nhé, cấu tạo rất là hiện đại và có vạch chia rất là rõ ràng. Chúng ta nhớ là cho thực phẩm không quá cái phần vạch mắc ở trong nồi như chúng ta đã thấy vừa nãy nha. Rồi, một cái em quá là xuất sắc luôn. Ngoài mẫu này ra đồ Nhật Huyền còn rất nhiều mẫu khác nữa, và nếu như các bác mà ưng ý em nói rồi thì hãy mau chóng liên hệ ngay với đồ Nhật Thanh Huyền theo số điện thoại ở góc màn hình chúng ta đang thấy, 0936 811 346 hoặc 0901 218 555, để có thể dinh em nó về nhà sử dụng ở trong căn bếp của chúng ta nhé. Đặc biệt là các chị em chúng ta bây giờ chúng ta cần nấu ăn mà giảm thiểu tối đa cái việc chúng ta phải đứng nấu ăn đúng không? Thì cái nồi áp suất này nó là một trong những cái trợ thủ rất là đắc lực cho các chị em chúng ta ninh hầm đồ ăn, giảm thời gian cũng như là tiết kiệm nhiên liệu sử dụng đúng không ạ? Rồi, và bác nào ưng ý rồi hãy liên hệ ngay với đồ Nhật Thanh Huyền, nhấc máy lên liên hệ ngay với đồ Nhật Thanh Huyền nhé. Và video thì xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của đồ Nhật Thanh Huyền.